Rồi hôm nay anh thấy sức khỏe anh sao? Bị tư tết nổi hồng này. Nhưng mà anh cũng phải gắng cố gắng chứ, tại vì anh còn là một người chị và một người em cũng đang cũng không được giống như những bao người khác, nên là anh cũng phải gắng chứ, anh không gắng thì đâu có được anh. Phải tự tin lên chứ. Tính từ đó chứ biết sao giờ chị cứ oan cái gì cả đó. Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại em đang có mặt tại ấp Hưng Quế, xã Tân Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục vào trong căn nhà của anh Tý 46 tuổi cư ngụ tại xã Tân Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long để thăm tình hình sức khỏe của anh bị cái căn bệnh là sơ gan của chú như thế nào. Thì ngày hôm nay thì em đến đây thì gặp được cái người em của anh Tý là anh Út Tấn, có đi xin cơm từ thiện. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để xem anh Tấn đi xin cơm như thế nào, thì quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây anh Tấn là em của anh Tý bị bệnh xơ gan cổ trướng. Mà bữa nay anh đi xin bao nhiêu phần? Ba phần. Là ba phần đem về ba anh em ăn ha. Ba anh em ăn. À, vậy là cái này mình đi xin cơm mỗi ngày luôn hả? Ở đây xin cơm mỗi ngày. À, vậy là đi xin cơm lúc nào cũng đem ba cái nắp đi cho ha. Vâng. À. Rồi, thôi đi vô xin đi. Giờ anh để... vô anh xin cơm đi. Rồi. Bổ bộ xếp hàng hả? Xếp hàng nữa. Đúng rồi, đẩy cho nó có một cái đầy nếp đàng hoàng chứ. Thì cả nhà dắt giờ thì bà con của chú anh chị mình đang xếp hàng chờ đợi để nhận cơm đó cả nhà. Thì trong đó thì có anh Tấn, em của anh Tý bị bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, thì cũng đang xếp hàng ở phía sau ha. Về dài thì bà con đang xếp hàng rất đông luôn cả nhà. Tấn này đứng ở phía sau ngay cái cột nè. Thì bây giờ đã xin cơm rồi đó cả nhà. Thì giờ này đang chuẩn bị đi về ha. Anh Tấn em của anh Tý. Nước gì? Nước cà chả đường cà phê tao mới cho. À rồi bữa nay là xin hồi nãy là người ta cho là ăn đồ chay ha. Đồ chay. Nhưng mà sao cái tay cũng quá vậy luôn á. Tại cái tay vẫn xin nhỏ lớn. Dạ. Yeah. Cho các điểm kho nữa vào ga đâu. Dạ không có. Rồi. Phải nói cho rằng chứ. Bữa nay là đồ người ta có công ty hơn. Dạ, có đồ mặn nữa. Rồi có đồ mặn và có đồ chay nha. Có đồ mặn, có đồ chay. Rồi. Rồi về nhà em không dành chị. Thì giờ này anh Tấn sẽ đi về đó cả nhà. Đi về cái đường nào? Cái đi đường này xịn không ạ? À? Đi bộ đi được. Thôi vậy là bây giờ mình chạy vòng đi ra cái đường kia đi. Dạ. Đó thì bây giờ các bạn thấy là từ ở ngoài chân bếp cơm từ thiện này mà đi về tới nhà của anh Tấn này là tầm khoảng là 3 cây số không? 3 cây số. Ờ tầm có 3 cây số nha, nhưng mà ảnh đi bộ không nha. Tay rung nữa, giò cũng rung nữa trời. Rồi thôi. Đi đã được tới nhà nha. Thì đó, giờ anh Tấn thì đang xách cơm vô nhà đó cả nhà. Là ba anh em ăn cơm luôn nha. Đó, xách cơm nhà đó. Đó thì anh Tý nè. Mấy bữa hôm qua nay thấy sao rồi anh? Bớt chết. Là sức khỏe hôm nay là thấy nó ổn định không? Cũng bị gì mà cái nó không nhức ít. À.
Rồi bây giờ là mới em của anh là Tấn mới đi xin cơm gì rồi anh có ăn luôn không? Tạm tạm dọn đi ra luôn. Đi. Thì giờ chừng nào ăn thì chị hai với Tấn đút cơm cho anh ăn luôn. Ha. Rồi chừng nào ăn thì nói luôn. Đâu để coi hôm nay Tấn nó đi. Ủa, anh Tấn đi xin được cái gì ăn cơm nè. Thôi chị hai tháo ra giùm em coi chị hai. Nãy nghe tao nói là có cái món cá nữa. Dạ, cá là cái hộp này là cái hộp đồ chay. Đó. Còn cái này là cá người kho ha, nhưng mà phải nói đó là cá biết ăn không đâu, người ta làm rất là chu đáo ha. Ngon đó, đồ chay quá ngon. Ủa nhưng mà Tấn đi xin cơm á là ba chị em ăn cơm đủ không chị ơi? Dạ. Mà anh Tí thì ăn ít hơn ha anh với chị. Rồi thôi cho chị em ăn cơm đi. Thì chị ngồi ăn cơm luôn đi chứ giờ cũng chưa lắm rồi. Cá này là người ta cho luôn hay vậy? Cá này không phải cho luôn. Trời ơi, ngon quá trời nè. Cá này là cá ngừ ha. Cá ngừ kho quá ngon nè. Cá ngừ kho gì? Kho này kho với cái gì ta? Củ hành. Củ hành. Ngon hay quá ngon. Ngon cho cái để này xích vô này để ngồi lặt đổ trơn khỏi ăn luôn. Vậy là hồi sáng giờ chị Đào cũng chưa có ăn cơm thì gì? Ủa chưa có ăn sáng gì luôn ha? Dạ chưa. Dạ mẹ ăn cơm gì ăn? Dạ. Mấy giờ lấy cơm gì rồi chị thích thì ăn. Bộ đói bụng dữ lắm hay gì mà cái tay run quá trời run hả? Đúng rồi, giờ này cũng 11 giờ rồi hơn rồi. Đói bụng một cái, thêm một cái nữa cái tay bị bệnh run nữa. Nó nhập lại nhau. Nhưng mà đi sớm đi xin cơm từ ngoài thấy giờ là khoảng 3 cái mấy số còn phải xa quá rồi. Xa quá. Quá xa. Mình ra vô hết 6 cái số. Thì ngày thường là anh Tấn với chị Hai là ăn cơm người ăn khoảng bao nhiêu chén? Ăn bữa được nhiêu đây, nhầm bữa không được. Không mới nãy thấy bớt chén rồi. Giờ chén này là chén thứ hai à. Chị Đào mới có một chén rồi chị ăn. Rồi sao chị Đào không ăn? Ủa nãy không nó có cho canh gì không? Dạ không, có canh thôi. Có không hay nhiều khi quên à? Quên không có đồ, không có lấy cái đồ đựng canh. Không có lấy đồ đựng canh. Nhưng mà cái đó là ngày thường là người ta cũng có cho canh luôn ha. Canh đàng hoàng luôn. Tại vì quên. Quên đồ, đừng quên đem đồ đựng. Chứ hồi nãy có thấy cho mấy cái chai nữa, chai nước đá là chai Sigo. Sigo. Phải nói cái clip ăn nó phải là lo chu đáo ha. Thí dụ giờ em hỏi chị Hai với anh Tấn nha. Ví dụ mà ở ngoài đó là không có cái bếp ăn từ thiện đó rồi chị trong ba anh em của chị sống sao? Ở nhà tự kiếm sống. Nhưng mà tiền đâu mà anh mua gạo nè. Rồi đâu có tiền đâu mua. Rồi tiền nó mua gạo mà mua đồ ăn gì vậy? Anh nấu anh ăn nè. Đâu có mua tiền đâu mua. Không có tiền mua chứ mà. Thì giống như giờ như là gia đình của chị mà nhóm sao đây sống là nhờ cái bếp ăn từ thiện đó luôn á. Chứ mà không có bếp ăn từ thiện đó em không biết là chị với anh Tấn với anh Tý này không biết là như thế nào. Đúng không? Dạ. Ăn đi chị, ngồi ăn mà thấy buồn quá vậy. Rồi, đừng ghê nó mắt luôn nha, muốn ghê lại luôn kìa. Thôi đi chị ăn cơm đi chị hai. Rồi đừng có khóc thương nhà chị quá. Tại vì chị nghe mà tí là cả năm nói là trong gia đình chị nhờ sống cái bếp cơm từ thiện là chị xúc động đó luôn nha. Chị đã muốn khóc luôn rồi, thương nhà chị quá. Cá ngừ này ngon chứ ha. Ngon, ăn cơm ngon. Khi đó anh là anh thấy ngủ có được không? Ngủ không được. Ngủ không được luôn. Không chợp mắt được chút nào luôn ha. Nhưng mà có cái là ban ngày anh có ngủ được không? Không ngủ luôn. Vậy là cái này là anh thức sáng đêm luôn hả? Dạ. Trời ơi, rồi sao mà sức đâu mà anh chịu nổi ta? Hết nằm. Là sáng đêm thôi mà bây giờ giống như giờ là anh thức là cách tay là bao nhiêu lâu rồi, tính làm của mình không ngủ được là cỡ bao nhiêu lâu rồi? Cả tháng này ha. Hồi đầu tiên mà mới phát bệnh thì anh cũng vẫn ngủ bình thường, còn ngủ nhưng mà mới cách đây khoảng chừng một tháng nay là ngủ không được luôn ha. Vì đâu mình nó giống từ hồi mà cái bụng này nó phát lớn lên là anh ngủ không được luôn. Nó tấn tùm lum nó kêu. Nằm nghiêng cũng đau.
Đủ nằm thì đủ kiểu cũng đau. Vậy rồi sớm giờ anh Tý có ăn uống gì chưa? Ăn một cái đủ ly sữa. Uống đựng ly sữa ha. Ly sữa chắc con miếng lẫm quá. Sữa ly sữa bò. À. Quậy uống. À. Rồi, rồi những tiền của bà con mà hỗ trợ cho anh mà cái clip mà em quay rồi đó là hôm nay là anh có mua cái thuốc uống chưa hay là có mua cũng như là có thèm gì á để là ăn chưa? Đó có mua đó phở đó. À vậy là mới mua một bịch phở cũng như là anh thèm phở nha. Mà phở mà sáng giờ anh có húp được cái miếng nào chưa? Chưa, để hồi hâm. Thôi vậy là hồi rồi kia chị Hai với Tấn hâm cái tô phở lại là để là anh húp đi ha. Rồi quá chứ nằm về không mà nằm chờ thời không thì cái này cái rồi. Ừ. Nằm chờ thời thì cũng. Ủa sao cái áo này em nhớ bạn ngày hôm kia hôm qua gì không mà? Qua. Ừ. Bộ hôm qua chưa có tắm hả? Hôm nay mới tắm. Thì là 2 ngày tắm ngày hả? Ủa 3 ngày tắm lần. 3 ngày mới tắm lần ha. Ừ. Mai chủ nhật cũng nó nghỉ nè, đây nhớ xuống nữa. À. Chứ ở đây là chị Hai với anh Tấn yếu quá mà kìa, anh sợ kìa không nổi ha. Té chết à. À. Yếu quá tay chân chân trai gùn quá trời nó bởi kìa đâu có nổi. Ngồi ghế mà đứng dậy nó muốn bún giò luôn. Trời ơi. Nó tài giật mình hoài. À. Nhưng mà khi mà anh thức nhưng mà thằng là anh Tấn ảnh ngủ hay là ảnh thức? Ngủ chứ. Thôi Tấn là anh nhớ là anh phải ngủ nha chứ anh mà thức hoài với ảnh là biết là anh đuối giống ảnh luôn nha. Ngủ. Rồi chừng nào mà có cái gì mà chụp chặt có gì thì ảnh kêu vậy đó. Thì ảnh kêu. Ừ. Rồi mình gắng nhưng mà nhớ văn cái mụn luôn đi. Có. Cái mụn này là mụn của nó mà. Cái mụn này của ai? Của ảnh. Nhưng mà anh ngủ chỗ nào? Giống. Là anh ngủ ngay trên cái giỏng này ha. Ừ. Cái giỏng này anh phải mua một cái mụn nữa đi chứ không có mụn là mũi cắn dữ lắm. Ừ. Mà không có tiền mua. Anh có tiền mua gì không có tiền mua cái mụn luôn hả? Ừ. Không. Trời đất ơi, đâu mà là ngủ nằm trên cái giỏng luôn. Ừ. Không có mụn. Rồi có đốt nhang mũi không? Nhang mũi thì đốt đỡ đi. Còn cái nhang mũi mà đốt chứ không mụn mũi nhằm nhò gì. Cái này phải kiếm tiền anh mua một cái mụn đi với văn mà chứ. Bây giờ cái giỏng này mà tối mà anh tắt đèn một cái nha là mũi nó sẽ đốt anh cho mày thấy nè. Trời ơi nè. Cái giỏng này. Rồi anh Tý thì nằm ngủ trên này thì nó nằm ngủ chỗ này nè. Ừ. Rồi để canh ảnh mà không mà lúc gầy vô mùa này mũi không hà. Ừ. Ban ngày nó còn cắn chịu không nổi rồi ban đêm nó sao chịu nổi trời. Chứ không có cái mụn mà chịu không có nổi đâu. Nói vậy chứ làm cũng phải gán nha. Đâu để coi có mạnh thường quân nào để hỗ trợ cho anh tiền mua cái mụn nha. Ừ. Chứ để mũi cắn. Rồi chị Hai ngủ ở Trung Hồng chị có mụn không? Dạ có. Rồi ở chị dạ phải... mà có mụn của con cũng rất trên rồi. Rồi nhưng mà găng cỏ là sao mất tiêu chân lại. Rụng dạ nó. Thôi để coi có bà con nào coi cho tiền xong hàm găng luôn nè. Cái hàm găng chống lỏng không liễu luôn. Chống lỏng rồi. Rồi ở chờ cái hàm găng kìa. Ủa nhưng mà chị rụng găng bao lâu rồi? Cũng mấy năm nay rồi chú ơi. Mấy năm nay mà không có tiền trồng răng ha. Không có tiền trồng răng để vậy luôn đó. Trời lúc mẹ ơi. Còn sống bây giờ vậy đâu mà chết vậy cũng hết trơn. Rồi cũng hết trơn luôn mà. Không có ăn, không uống chết luôn. Có bị nhức không? Dạ không. Dạ không có bị nhức. Không nhức chị cũng đỡ rồi, nó nhức nữa không biết sao đi tiền đâu để đi nhổ nữa. Đây kêu mượn điện chỉ số đó. Hôm qua chị Năm có chỉ xin đồ mà. Chị bán sao chị không bắt máy nè. Rồi chờ chị Hai ăn nãy giờ được mấy chân cơm rồi? Dạ cái này ăn thứ hai nè. À. Tại chị ăn không nổi là sao? Ăn không ngon lắm. Vô chứ em thấy cá này ngon nè. Em thấy là em mê đó, thiệt á. Bữa nào người ta đi tút lại người ta làm đẹp lại cái đi. Không có tiền lấy gì làm đẹp, tiền không có ăn thì có đâu làm đẹp. Găng cỏ gì nè, nó chống con nào gió nó vô đau bụng. Chống lắm luôn rồi ơi. Rồi chị Hai ăn nãy giờ được mấy chén rồi? Dạ cái này là chén thứ hai. Rồi nhưng mà có thể gắn chén thứ ba nữa không? Chị Hai chắc là nghĩ ba mấy ký vậy trời. Ăn không được ha. Dạ, được. Ngày thường là chị Hai có đi ăn hủ tiếu ăn phở gì không? Dạ ăn Tấn đem về ăn không. À cũng như là Tấn chị của anh đang xuống. Với Tấn đi xin cơm từ thiện là gì là ba anh em ăn ha. Ba anh em ăn. Bữa hôm nay nó ăn bữa không ăn bữa hai chị em ăn. Trời ơi. Nó thằng Tấn không ăn chị Đào cũng ăn. Nhưng mà ngày xưa giờ là chị Đào có là chị làm cái công việc gì giống như ngày xưa giờ là người nhỏ vậy? Không có làm gì cơ. Tay chân yếu ớt không có làm gì cơ.
yếu dữ vậy thôi. Yếu dữ không có mặn gì luôn. Không có làm gì được luôn ha. Không có làm ra tiền. Mà chị nấu nấu cơm nổi không? Chắc được mà. Nấu cơm được, nấu được. Quần áo rồi giặt được. Rau nhà ra cửa. Chứ chứ là không có làm công việc gì nổi luôn ha. Đó giờ có ai kêu chị đi làm giống như là chị nuôi gì không? Dạ không có ai kêu. Không luôn hả? Vậy là đó giờ ở quê sống có đi mặn mướn hay không? Dạ không có mặn mướn ai cho. Cũng như là cái đó là mình không có sức khỏe ha. Dạ không có sức khỏe không có đi. Người ta thấy mình ốm yếu, người ta sợ mình bệnh hoạn, không dám kêu. Giống như là sợ người ta sợ mướn mình làm rồi người ta sẽ mang họa ha. Dạ. Cũng như là sợ mình thí dụ mình xỉu hay là mình yếu, cũng như mình không có sức khỏe ha. Dạ đúng rồi. Quá tay giết cỡ bằng cái món giò của người ta, cái tay giết nhau xíu một xíu. Trời ơi, tính ra đồ ăn ngon nè. Rau nữa, rau ngon không nè tí. Cái đậu phở. Phở hả? Cái đậu phở của anh hai mua hôm qua. Rồi tôi phở này hồi sáng là người ngon quá chứ cả nhà. Đồ chay đồ mặn đó nha. Cho anh. Ngoài từ thiện ta cho nè. Đồ chay đồ mặn cái nào cũng ngon chứ. Anh ba cũng thấy anh bây giờ là bệnh cũng nặng quá, là anh ba mới đi làm gì ha, rồi ghé gì đi vô đây thăm anh ha. Rồi anh ba có nói sức khỏe anh như thế nào không? Em thấy quá rồi. Quá à. Chứ bây giờ là anh cũng biết đó, là bác sĩ đã chạy đúng không anh? Thì bây giờ cũng là phước chủ mai thầy, là mình uống những cái loại thuốc nam, cũng như người nào chỉ cái nào thì mình uống cái đó, nó hên đó, thì nó gặp một cái bài thuốc mà nó hết đó, thì mình sẽ mừng nha. Chứ bây giờ vậy uống bài thuốc mà uống lần cho nó hết bệnh nha. Chứ năm nay anh mới 46 tuổi mà mang một cái bụng như là một cái trống vậy. Ôi trời. Hồi đó là anh đi làm hồ ha. Hồi đó là anh thợ hồ hay là anh phụ hồ? Là anh thợ hồ ha. Thợ hồ chắc làm hồi đó ngày cũng được mấy trăm ngàn ha. Mà từ hồi mà anh bị bệnh tới giờ là không có đi lao động gì nổi luôn ha. Mà hồi đó là anh mới phát bệnh là anh có đi còn đi làm hồ không? Có. Là cũng gắng đi làm ha. Làm thì chừng nào bệnh thì vô bệnh viện làm. Cũng như cũng như là hồi đó là anh là người trụ cột trong gia đình. Là anh đi làm hồ để là anh nuôi một người chị và một người em. Bây giờ phát bệnh ra thì anh chỉ nằm một chỗ thôi. Quá nặng luôn. Cái này em hỏi thiệt nha, ví dụ giờ anh mắc cái bụng như thế này, là anh ăn ít mà ngày nào mình cũng có đi cầu bình thường không anh? Mình đi cầu bình thường á? Đi cầu cũng ít. Tại vì ăn ít thì đúng rồi, cũng như là một ngày nào mình cũng đi cầu không, hay là hai ba ngày mình mới đi một lần? Không đi. Ngày nào cũng đi ha? Đi ra bọt nước được không? Trời ơi. Tại vì anh ăn số lượng ít quá. Uống nước thì Vậy là ngày mai là chủ nhật, là ngày mai anh mới tắm ha. Với cái bộ đồ này bạn là để coi làm mấy ngày rồi? Hôm kia hôm nay rồi tới ngày mai chủ nhật nữa là gặp ba ngày. Có cái áo không à, chứ quần hay quần liền à. Ủa sao mà cái quần anh lại thay liền? Tại vì đi tiểu bằng món vịt à. Gần nhầm khi nó bị xì lại ha. Cái lấy ra cái nó nhiễu. Ủa sao mình không để cho nó hết đi rồi mình hả rút ra? Rút ra nó cũng nhiễu rồi, để lâu không điện. Ủa sao nó lại là nhiễu ta? Nó nhỉ mấy giọt chứ. Nó nhỉ hoài trong cái quần mình luôn. Không, lâu đi tiểu lần mới nhỉ mấy giọt. À, cũng như mình đi tiểu rồi là mình kéo quần đi lên là cũng vẫn mình kéo quần đi lên rồi mà vẫn là nhiễu ha. Nhiễu hai ba giọt vậy ha. Mà nhiều lần thì nó dính nó hột nó khai. À, rồi thay. Dạ. Quá trời luôn. Ủa là bữa hổm em có nghe nói không, là có một cái người chị bữa hổm nói không, là ngày thường anh cũng ăn có bạn tả không? Có tả mà hầm lắm. Tả khó lắm. Bạn tả thì củ nó hầm quá.
đi tiểu khó. À, mỗi lần đi tiểu là phải đỡ, mỗi lần đi tiểu phải đỡ. Thí dụ là anh bận tả, anh bận tả, thí dụ là tối mà phê là anh đi anh tiểu trong đó luôn. Rồi cũng như là anh hỏi kêu là em của anh á, mà là tả trong anh tiểu trong đó rồi là chắc anh bận cái quần nó ướt, chắc cũng khó chịu lắm anh. Không ngứa. À, đi bằng cái này vậy. À, đi bằng cái mỏ con vịt như vậy. Ừ, nè. Đi bằng cái gì nó bó lại sao? Dạ, cái ấm quần tiểu được. À, hôm nay thì quá trời rồi, cái bụng như cái chấm luôn rồi, cũng hết rồi. Rồi chị hai, ăn cơm rồi chị hai hâm cái tô phở cho anh tí luôn nha. Phở thì ăn phải nóng nó mới ăn được. Anh Tiến và cái đứa em út là anh Tấn nha. Đang nấu miếng phở. Ủa nhưng mà bút có chút xíu như vậy hả? Ừ. Vì có chút xíu đâu đâu anh được coi. Trời ơi, chở cái này chừng cái này có ngủ vậy. Ăn gì thương nít 3 tuổi nữa. Trời đất ơi gì. Thêm đi chứ là đâu có chút xíu hả? Ăn phở rồi. Ủa có biết xíu xíu rồi nhưng mà không biết là ảnh ăn hết không nè. Trời ơi, ít thôi kìa, ảnh kêu ít thôi, nhiều quá anh ăn không hết nha. Rồi, tắt cái này nha. Anh hút một miếng phở đi rồi, đặng rồi uống thuốc. Đó thì giờ này, người chị với người em của anh Tý 46 tuổi bị sơ gan của chú giai đoạn cuối thì sẽ ẩm lên. Kè lên chứ lộn, kè lên nha, trên cái ghế cho ảnh nha. Ăn. 1, 2, 3. Ừ. Mỗi lần kè phải đếm 1, 2, 3 mới được đó. Hai người kè mới được. Từ từ nha, chừng cái ghế nó chợt nha. Rồi Tấn hay là chị hai gì đút cho ảnh đi. Cho ảnh ăn chứ ăn đặng nó mới có sức đặng mình uống thuốc chứ. Rồi cái tay này gung vậy coi sao đút. Cái tay gung nè. Trời đất ơi. Anh bị bệnh mà. Ừ. Đó thì bung luôn. Từ từ thôi, đừng có gấp. Đỡ tay kìa. Thổi luôn nha. Phải nói là có một đứa em rất là có hiếu luôn nha. Thổi cho anh luôn. Bung kìa, trời ơi, cái tay gửi ai cũng xem rồi đó. Rồi vô, đưa vô. Rồi thôi. Tức cuộc nhìn thấy cái tức cuộc không? Thổi luôn. Rồi. Cái tay Tấn gùn quá à. Thôi chị hai đút đi. Chứ ảnh cái tay anh gùn quá đút không được. Rồi Tấn em qua ở bên đây là có đỡ. Ngồi bên đây đặng dịnh anh tí để thôi anh ngồi anh té. Đây là người chị thứ hai của anh tí. Đút thì cũng cái mặt này đi mấy chú thấy không? Ừ, dạ. Cho anh hút vô thôi. Đó. Này là ảnh hút nước ngon hơn là ảnh ăn phở luôn. Ăn thịt hay là ăn bánh phở? Bánh phở luôn. Tại vì ảnh hút nước nó ngon hơn. Ừ. Quá trời luôn. Rồi chị cứ từ. Là khi anh ăn vô là anh có cảm giác nuốt vô nhưng mà em thấy anh nhăn mặt người ta là cái đó ngồi là nó thẳng cái bụng lên là bệnh. À, ngồi ha. Đâu giờ đâu anh dở cái bụng lên thử coi, nãy giờ em thấy anh là húp được một miếng nước mà đâu để coi nó cỡ nào. Trời đất ơi ông nội ơi, kinh khủng luôn, quá trời luôn rồi, nó nổi gân xanh luôn. Để cho mọi người coi nha, nổi cơn xanh luôn. Ừ. Trời ơi. Kinh khủng vậy. Rồi anh có muốn ăn nữa không hay là anh chỉ ăn bao nhiêu đó rồi gọi là thôi? Nhiều.
Trời ơi, chỉ là gọi ăn gì có mấy cộng mà thôi. Ăn được có hút được có mấy muỗng nước à. Có mấy cộng nó no khó chịu. Thì mới có 2 3 muỗng nước mà no hả? Ừ, uống nước vô cái nữa. Trời ơi. Ly cà phê uống gì tối ngày. Rồi bây giờ anh ăn rồi chừng nào anh mới uống thuốc? Uống giờ cũng được. Tại vì là mới lấy thuốc cho là anh uống phải đi. Xuyên uống, anh mới hết bệnh. Lấy bịch thuốc rồi. Lấy đi ta. Chứ mà thuốc mà mình sáng mình uống, mình chiều mình uống để cho nó giảm lại. Chứ thuốc là mình phải gán. Quá trời bị đát luôn rồi. Cảm ơn. Thì bây giờ anh Tấn sẽ lấy thuốc cho anh Tý uống nữa nha. Tay run quá rồi. Sức ngồi nữa. Từ từ mà. Cái này khó làm chứ đâu ấy dễ đâu. Tay tôi tê cái đầu ngón tay mở không được. À, là tê mấy cái đầu ngón tay hết luôn rồi ha. Tê ngón tay, tê giò, bạn giò, tê giò. Có thì nghe là cho thấy là cái giò của anh nè. Cái giò còn chút xíu chưa. Thì bị nó kè đi nó đạp lên tay. Nó đang tay đấy. À. Dắt một cái. Là thuốc đó là cái thuốc đó là cái thuốc giảm đau ha. Giảm đau gì vậy? À. Mà được có 2-3 viên ha. Ừ. Ít quá. Nuốt cho dễ không anh ha, có bị mắc kẹt không? Ho cũng đâu dám ho nhiều đâu, ho nhiều quá nó đau cái bụng. Ho nhiều thở cũng thỉ. À. Ngồi giống gì, có dám ngóc lên ngóc xuống. Rồi giờ thì anh muốn ngồi nữa hay là anh nằm giống gì đó rồi anh cứ kêu hai người em của anh, một người chị rồi một người em. Muốn nằm thì nằm giống chứ để khi mà anh ngồi lật lật cái bụng nó căng dữ mà. Căng. À. Nó đội lên. Kiểu như mình ngồi xuống là nó phải bị vậy thôi. Không có khum lụm được cái gì. Các bên cũng khum không được. Tại vì cái bụng nó ra cản mình đúng không? Giống như là mình còm lên thì nó hòm nó đâu có được đúng không? Rồi thì anh ăn rồi thì anh cũng... Ăn được nữa không? Anh ăn nữa không? Kêu chị đút miếng nữa. Giờ con thấy hồi nãy là múc chỉ có cái này tầm mấy chừng 3 muỗng gì ha. Ba muỗng mà đâu có được mà... nhiều như cái muỗng này đâu. Anh ăn thì chắc khoảng là được muỗng. Chủ yếu là húp một miếng nước vô để là lấy sức là thôi chứ. Mà cái này ăn vậy rồi anh ăn vậy rồi bao lâu nữa, từ đây tới chiều bao lâu nữa anh mới ăn nữa? 1-2 giờ. 1-2 giờ, giờ này cũng 10-11 mấy. Ăn nhưng mà chủ yếu là húp, ăn chút xíu rồi đúng không? Nó sạch à. Ăn cái sạch là thua con nít mà em thương bé nữa chứ đừng nói thương nít. Chủ yếu là thương bé nữa. Bị sữa uống đậm như hụt hoài. À. Là thuốc này là chiều nay là anh cũng phải uống một cử nữa. Cử nữa, ngày 2 cử. Là tối uống không? Tối thì nó đau nữa, thì uống nữa, nó không đau rồi thôi. À, cũng như là đau là uống nha. Và thôi giờ anh mệt thì anh cứ kêu chị với em kè đi. Ở đây này thôi. Bên đây chị đào được không? Quên mặt khó. À, rồi chị đào đi qua ở bên kia. Họ đứng nhìn Tấn đỡ rồi. Được không? Hay là cái hai phụ này từ nè, chắc chị hai phải phụ quá. Ê. Ghế chừng gướng. Quá chồng rồi đó. Quá trời bi đát luôn. Anh Tấn mệt nghỉ ngơi đi, từ sớm giờ cũng lội bộ đi xin cơm chai gì với đồ mặn gì, mệt rồi nghỉ ngơi đi anh. Nghỉ ngơi đã có sức rồi. Chị hai cũng nghỉ ngơi đi.
Em nghĩ chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Đó, thì sáng giờ anh Tấn, em của anh Tý thì cũng đi xin cơm từ thiện về. Thì cũng được đồ mặn với đồ chay luôn ha. Thì giờ này mệt là nằm nghỉ đi, có ngủ thì ngủ luôn. Ừ. Rồi hôm nay anh thấy sức khỏe anh sao? Bị tư tết nổi hồng đầy. Nhưng mà anh cũng phải gắng, cố gắng chứ. Tại vì anh còn là một người chị và một người em cũng đang cũng không được giống như những bao người khác. Nên là anh cũng phải gắng chứ, anh không gắng thì đâu có được anh. Mình phải tự tin lên chứ. Tính từ đó chứ biết sao giờ trời cứ oan cái gì hết. Em nghe anh, em nghe anh nói anh, em muốn xúc động luôn rồi. Anh nói từ thế giới chết nổi không? Nhưng mà anh thấy là có thể nổi không? Cũng như mình có thể là sức khỏe của mình phải gán vượt qua không? Biết để về cửa không? Về cửa đi ra bệnh viện rồi. Thì có một đứa em giấu tên nha, thì ở ngay chân là ấp Hưng Quế, xã Thanh Đức, gửi cho anh. Thấy hoàn cảnh của anh cũng quá trời khó khăn đó, nên là một đứa em giấu tên gửi cho anh là 300.000 để cho anh là mua thuốc uống với là anh thèm gì anh ăn cái đó nha. Rồi nè, rồi anh cũng cảm ơn em. Em giấu tên. Rồi đây nè anh, mình phải nói là mình nghe ảnh nói thôi mà ảnh hô là ảnh sống mà không biết được từ đây tới tết hay không. Thì giờ các bạn thấy là ảnh nói một câu đó là cái la tâm rất xúc động luôn. Thôi như vậy thì thôi giờ em cũng xin phép anh ha. Thì thôi quay ra nãy giờ thì cũng rất là già, dưới có một đứa em giấu tên thì cũng gửi cho em là 300k để em đưa cho anh. Bây giờ em đưa cho anh thôi, giờ anh cứ nghỉ ngơi nha. Rồi rồi, cảm ơn. Rồi dạ dạ dạ, cảm ơn. Rồi dạ dạ. Thì cả nhà ơi, từ sớm giờ em cũng đi chung với anh bạn thì cũng có vô đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Tý, 46 tuổi, cư ngụ tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì anh mắc một cái căn bệnh là xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, thì cái bụng của anh càng ngày càng to, nó giống như một cái thúng luôn nha cả nhà. Thì ngày hôm nay thì cũng đến đây để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Thêm một cái nữa thì bên kênh của anh bạn thì Tý La Cà Lam ảnh cũng có nhận được một cái số tiền là 300.000 của Mạnh Thường Quân giấu tên đó, thì cũng đem đến tặng đây để hỗ trợ cho anh Tý, để anh Tý có tiền để trang trải trong cuộc sống, ví dụ như mua thuốc men uống nè, rồi những cái thứ gì anh cần mua hoặc là anh muốn ăn uống gì đó anh mua để anh ăn để anh sống ở nhà, hoặc là mua thuốc giảm đau để uống đó, cho đỡ đó. Thì thôi giờ này em cũng xin kết thúc clip luôn cả nhà, hẹn cả nhà mình lại clip lần sau. Cả nhà mình có lòng hảo tâm có giúp đỡ cho anh Tý 46 tuổi cư ngụ ở ấp Hưng Quế, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, thì mình cũng có thể đến đây để tặng nhà để mình hỗ trợ cho gia đình của anh, hỗ trợ cho anh cũng được, hoặc là có thể liên hệ với những kênh YouTube của mấy tụi em như là Tý La Cà Lam nè, Năm Nhỏ Vlog. Thì mấy em sẽ đem những cái phần quà quý giá của Mạnh Thường Quân đến đây để trao tặng tay cho anh Tý 46 tuổi ở đây nha cả nhà. Thì thôi giờ này em cũng xin kết thúc clip luôn cả nhà, hẹn cả nhà mình lại clip lần sau nha.